Ok, hello tất cả các bạn nha. Video này chúng ta lại chiến tiếp tục con game ARK các bạn. ARK Online, mình với Bá Bảo lại tiếp tục. Cuộc hành trình sắp đến hồi kết thúc rồi này, tới Bitcoin này, nhanh ghê chứ. Kết thúc không? Nhưng lại quay đó mà sắp kết thúc rồi đó. Hôm nay đập Bitcoin nha các bạn. Tập trung farm mấy cái thứ còn thiếu á. Chịu hồi Bitcoin ra giả nó luôn. Bính giờ nó sắp mặt luôn. Ok, thiếu con Red này. Đang cầm Origin nè, ba con nè, anh giới thêm con Red nữa đi. Em đang cầm luôn hả? Em đang cầm. Ok, quan trọng là linh hồn của cái con mấy con Select đó bạn. Quánh xong mấy con Origin rồi đi rồi. Qua đây, Red. Ok. Em cầm hết rồi phải không? Em cầm rồi, qua cái đảo kế bên đi anh. Em bay qua. Ok luôn. Với lại nhiều bạn bảo anh em mình là đi xuống dưới đáy biển đúng không? Khám phá thử đáy biển map này có gì không anh, em chưa ai biết đâu, anh đâu biết đâu, căng à. À đi xuống dưới khám phá thử rồi cũng chưa từng nữa. Đây qua đây nè bơi, quánh nhanh gọn lẹ nè bơi, quánh và... nhanh rút nhanh rồi này. Vào việc luôn nhé bạn, đập luôn mấy thanh niên Origin này, giờ anh em mạnh. Bốn trăm chín mươi triệu. Chờ luôn, chờ luôn. Để bơm. Và lại cái mà những bạn kêu anh em mình thử làm nhiều nhiều mấy con Uridin thả vô cái lồng đúng không? Vừa mình đánh cái giếng nó nhỏ à. Trời, mà thấy chắc cũng như ngoài gì. Dễ như mấy Uridin là nhiều. Đúng rồi. Em anh mỗi con một cục là nó đi bánh sát hết rồi. Cái này là mình với Bảo là mạnh lắm rồi các bạn, lên tới Spirit là mạnh. Bây giờ quan trọng là coi mấy cái con boss Colossus á. Ôi em sợ cái con Colossus điện và hay á. Biết mấy thanh niên đó anh em đấu như nào. Để em coi có túi đồ hai túi. Có như này. Rồi, nhanh gọn lẹ luôn nha các bạn. Làm việc cấp tốc. Còn con nữa này. Còn nữa không? Còn con nữa. Con gì? Con Riven. Cái con Vivan cảm giác bay bay khó chịu. Để em đáp xuống cho nó xuống luôn. Wow, mỗi lần trừ 1 triệu các bạn. Wow. Xong chói rồi. Quá, chói quá, xong rồi. Ok. Giờ chế rồi, luôn cái con gì? Indominus. Giờ mình chế luôn con Indo nữa. Ok. Rồi sao em cầm cái con Riffin đó gì? Hay là cầm cái con trao đi farm đi không? Em hả? Em chắc cầm con để em coi con nào bay nhanh. Em anh chủ yếu bay người tìm nó mới lẹ. Ok. Hay là làm cặp đôi song sát. Thôi là, bây giờ cứ mà cút ngắn thời gian nữa bạn. Em bay con ngựa gì đi, đi vô nhanh. Ok. Rồi có được cái con Indominus hết. Quà giả nó luôn nha. Trời. Chiến nó luôn rồi này, nhanh gọn lẹ. Đánh cấp tốc các bạn. Giờ là quánh sắp mặt. Hiệu sẵn đi anh, chứ không hỏi làm cái phẹt cái là có chuyện á. Con này hiệu nữa. Đúng rồi. Em đâu biết đâu, hên xui. Không, con đem con nít mới ghê quá ơi. Con này bắp. Đó thấy không, đi đi chân. Một rải. Ui, anh nhìn nít đã. Các bạn. Cái đồ có vô người anh không? Có vô rồi. Nhanh gọn lẹ luôn. Ừ.
Uầy, wow, được cái yên 1.300 luôn rồi. Em hả? Em được cái yên có mấy trăm giáp à. Hôm trước em nói có cái yên cái con nào mà 3.000 vô. Con Nova, con Nova, Nova. Và châu luôn, bao châu. Cái trứng của anh em mình hình như là có 720 phải không? 720. Phải anh. Nhưng mà hình như là cái này là map rồi đó ơi. Em nghĩ không, em nghĩ là mấy con boss nó lên tới 800 mấy anh. Ghê lắm, boss nó 800 mấy cái full. Cái trứng này 720 đó bạn, để một lát nữa chịu hồi cái con Bitcoin ra thử á. Coi nó 720 nữa nghĩ. Nghĩ chứ 720 chắc mát rồi. 3 tiếng hay lâu nha. Thế ơi, coi nè. Rồi, kiếm ra đi. Chào O. Với Spirit O. Vậy là mình chỉ thiếu linh hồn anh ơi, thiếu linh hồn. Chỉ thiếu linh hồn nữa bạn, đi farm linh hồn rồi. Rồi bạn, cái con rồng của anh rồi. Uầy, cái màu trắng nhìn không thấy luôn rồi. Đi bơi. Ok. Em đang ở mấy cái đảo vòng vòng này. Hình như hôm qua mình đại sát hết lố tay nơi nay mấy còn con. Thế mà chưa có đúng rồi. Có gì anh bay qua đường đỏ nha. Ok ok anh đang bay. Ok. Giờ tập trung kiếm mấy con select nữa là ngon lành đó bạn. Sao con Riffin của em nó bay ngu dữ ta. Nó bài dè không được. Uầy, có con gấu mẹ Misa nè. Demonic. Demonic là chiến luôn nha. Demonic là chiến luôn. Đến hồ mình, nhà mình nhiều lắm. Băng ở trong cái map này đúng phế thật sự luôn vậy, không thấy con nào. Cái em thấy cái map mà chơi remote đã nhất là map rất là ráo hoành, con gì cũng có, quỷ gì cũng có. Bulldog cũng có nữa, đỉnh vãi. À có select 3746. À 746 đúng không? Đúng rồi. Cái mà lẹ gì vậy anh? Tới không hay. Có không vậy? Có em có một đồ nè. Ủa anh chưa có nữa. Phải vậy? À có. Có mà. Một linh hồn đó bạn. Này. Có chỉ là 3 con nữa. Đó mới nghe tiếng nó bơi. Em đang bay rảo rảo. Đâu dưới này nè, đâu dưới này nè, nói nghe cái tiếng sẹt mà. Đó, đây nè. Đâu. Coi chừng con đắc với con lai nha. Con lai. Phải chưa. Uầy, trời. Đi nha. Con Grot. Trời. Trời dính. Nó cho một phát 1.000.000 máu. Ai dưỡng gà nó ném nó bạn. Buông láo. Láo.
muốn hit của nó, muốn qua mắt luôn. Nó chọi một cái chốc chịu máu. Có Ogigi nè, anh muốn giết không? Không. 40-58. Con thấy khỏi đi ba, Ogigi giờ anh em mình nhiều. Khỏi luôn hả? Rồi, khỏi giết anh. Giờ tập trung đi kiếm mấy cái linh hồn Silet. Cần linh hồn Silet. Để bay qua núi lửa thôi. Có con rồng. Trời ơi, sao mình nó vắng dữ vậy ta. Origin Arena. Có con gì đá. Ôi trời. Con khỉ này bố láo. Bên này có Silet nào chưa? Chưa, anh bay qua tới bên núi lửa, qua tới bên khu thảo nguyên, chả thấy. Bên em có, 2651 đập lại. Hai con luôn. Oh my god. Bên cái khu thảo nguyên này là hầu như không có con nào đúng không? Đúng rồi, 2651 đập lầy á. Có luôn con Ogin luôn, rồi làm phát ba con. Ngon. Ok, đánh bay qua. Hai ba con Silet nữa là đủ rồi. Rồi cái con Bitcoin tính quánh sao? Con Bitcoin nha, anh nghĩ mình sao? Tony hay là sao? À có con rồng đi Crotic Vivan nè. Mà level 96 à. Mấy cái mấy đánh một boss là phải có con Omega Lightning Vivan á mới đánh được. Hình như con Crotic chắc cũng phế lắm. Để quánh chón á hả? Đúng rồi, con Omega Lightning nó quánh chán đã. Ôi, có con Omega Indominus Red nữa nè. Giờ mới thấy luôn á trời. Cú Opera về spawn đâu cũng nhiều. Đâu, anh tới đập lầy nè. Ê, rồi. Anh tới đập lầy ba ơi. Rồi, sao nó bị giết chết luôn rồi. Ôi, có con Opera Lightning nè bảo. Con gì? Opera Lightning 864 luôn. Ghê à. Ôi. Ê, anh bay qua bên khu này thấy nè, bên khu đập lầy nè. Đập lầy hả? Ờ, nó trên đỉnh núi nè. Ui, nhìn nó bay nè bạn. Đây em qua. Còn hai con Silet chết rồi nè. Bị hai con bị con Demonic chiến rồi. Phải trưởng 21 48. 21 48. Em đang ở 26 47. Ui, nhìn nó bay kiểu này sao bắn được trời. Căng dữ à. Tới liền. Ôi con này nhìn giống Apex chưa? Ôi, Alpha. Alpha phải. Omega Lightning Demon đúng không? Đúng rồi, nó thấy không? Ở nó bay gì sao bắn nè? Thì đó. À biết con này bắn con này gì à? Bắn con đạn bullet. Nhưng mà em đâu có đem theo, em đem có 6 viên à. Bắn được không? Dụ nó thử coi.
Ơi dính. Kìa nó gượt theo kìa, nó gượt theo kìa. Lẹ giống cố. Ôi nó bắn cái viên đạn gì thấy ghê các bạn. À giật 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 giật. Cái viên đạn đó là bắn là chóng vậy bao. Đó, nó giật thốn vãi anh. Ôi các bạn xem nó bắn cái viên đạn xâm xét nè. Rồi nó bỏ em rồi. Nó bỏ em rồi. Nó bay đâu rồi ta? Chiếc này nè. Wow, mới nhìn con này khó bắn dữ các bạn, mới mình cầm cái tên Origin. Căng à, con này căng rồi anh ơi. Chỉnh thú bắt siêu. Đâu ta? Em muốn bắn con, bắt con này bộ hơi bị khó như vậy. Nó chui vô cái lụp đó hả? Khó bắn anh. Anh này đứng dưới. Ây da, chết bà chó. Rồi. Ôi cái nó chó liên tục luôn ơi. Nó chán ghê lắm, nó chán liên tục luôn á anh. Ổn thú anh đâu. Trời, thiên thần ánh sáng nó giật. Thiên thần ánh sáng anh kìa. Ờ, nó đang giật thiên thần ánh sáng của anh ạ. À. Ây da. Ây da, cái gì vậy? Chuột quá liên chuột. Sao bắn này ta? Khó. Ây da, má chết luôn trời, phải liên. Anh đang đứng ở dưới anh bắn. Chết rồi, xây giùm anh cái mét mới được bơi. Xây cái mét hả? Ok ok. Có cần kéo con Spirit đi không ta? Không cần đâu ha. Châu quấy rồi. Anh nghĩ nó không chết đâu. Hay là anh về nhà đó, hay là anh về nhà. Đến về nhà lấy đạn. Anh về nhà anh lấy đạn cũng được. Ok. Để mình về nhà lấy đạn các bạn. Bắt được con đó là hơi bị ngon. Mà bắn nó chua ăn à. Ủa, anh bay quá. Ủa, bay vừa mặt thì bay. Nó bắn còn bắn cái con Spirit của anh hả bao? Nó vẫn còn bắn. Trời ơi, con Spirit anh trâu lắm, 4 triệu không chết. Nhưng mà quan trọng cái túi đồ của anh còn đó kìa. Anh sợ qua lấy không được hả? Nó bay vòng vòng xa lắm mà thôi, yên tâm, cứ qua. Con này sao mấy ông kia bắt được ta? Dụ nó vô bẫy quá. Nếu không được em dụ nó qua tới cái bẫy kia không? Bẫy bên sa mạc hả? Ừ. Căng hả? Dụ qua tới bển luôn. Đâu ta, tao đâu mấy ta? 24, 47 hả? Để em cứu sao bắn được hả? Rồi, tới nha bạn. Nó đâu ta? Nó, em đang bay vòng vòng nó nè. 23, 45 rồi. Rồi, thấy rồi, thấy nó rồi. Giật. Rồi, nó điên luôn. Trời, cái gì trên đầu mình, cái gì trên đầu mình. Ui, con Silas Harry anh ơi. Silas Harry, anh muốn giết chứ không? Đâu nó đâu. 24-45. Rồi, thấy rồi. Làm nó luôn đi bơi. Trời ơi. Ở dưới có cái con đẹp nhất luôn kìa. Ba gà đúng không? Không, cái con khỉ của mình.
đó. Ui. Đâu ta, thanh niên đâu ta? Thanh niên bãi dưới kìa. Dưới làm cây kìa. Khó nhìn lắm. Con Riffin em cắn một cái mấy trăm ca đam vậy ta? Em dụ nó được không? Chịu 2. Em cắn cái chịu 2 anh ơi. Không dụ được. Chí cái con ba đam luôn. Bốn trăm hai mươi hai k đam ở bắn cái lệnh rơi thật sự các bạn. Bay gì sao bắn lắc. Có cách nào khép góc không? Bao khép góc nó có, em nghĩ có thì chắc có đó, để em dụ nó. Rồi, đứng im đúng không? Em ráng sao cho nó kẹt cái vách tường á. Đó. Đó, nó kẹt rồi nè anh! Kẹt thôi, kẹt thôi! Ủa, bay tiếp rồi. Mày để tao hết chán thì mấy con chó này. Wow, đúng là bắt cái con này lợi hại quá mày. Con chó nào cắn thốn chứ vậy? Ôi, cắn thằng nha Bảo. Đây da. Ôi bắn nó có lần có hai mấy. Ở trên vách núi kìa, anh ráng ném bắn origin dít đi. Nó em nghĩ nó hên xui à. Bay khôn phải. Ôi chết mẹ. Ui nó gượt anh. Căng à. Thế đây em vẫn bị dính chán. Ai nữa dính nữa. Bắt được con này nó đã rồi mày. Ta. Anh bắn bằng shotgun. Anh bắn bằng shotgun xin đạn xỉu hả? Ừ. Ôi được luôn hả? Nhưng mà nó tuột quá. Tôi bò con này nó tuột lẹ vậy. Ờ con này phải bắn bằng đạn origin rồi. Ủa nó đâu ta? Nó bắn nó cạch cạch lên. Bắn bằng cái shotgun primal nó không lên thôi. Không lên à. Em thấy hơi căng rồi đó. Không thấy là nên dụ nó qua bên cái bẫy bên kia đi. Mà mình đâu có nào dụ được, anh cắn nó hưởng cái rồi nó bay theo anh không? Để anh thuần ngựa cho nó. Chứ con Riffin em mà cắn cái là nó chọc bà luôn á. Đây nó dưới này nè bạn. 422.000. Đó anh mới xịt nó đó. Ôi chịu máu dữ rồi. Con này là phải sử dụng tên Origin mới được các bạn. Em có tên Origin không? Có, em có tên nhưng mà em bắn không được luôn á. Tên khép nó vô. Em có 5 tên. Sao mà để khép góc cái con này mới được các bạn.
có vách núi mà nó bay vách núi khôn lắm anh, nó bay khôn vãi nồi. Con khỉ đâu ra vậy? Rồi nó ném hồi chắc chết luôn á bom. Để đem qua. Ôi rồi xong rồi. Vũ nó ra bom ơi, vũ nó ra. Ở đó ra ngoài chống rồi đó bơi, chống rồi đó. Kẹt. Kẹt con. Nè, chiếc bi càng nào, càng nào. Trời, nó quăng được cục điện luôn. Con này đúng khó chịu dữ ta. Ơi, hụt một tên. Thì nó bỏ em rồi phải không? Em không biết nữa, hình như để em coi. Nó bỏ em rồi. Khôn quá vậy. Nè nó trên đây nè. Nó chì ra chút giấy mới bắt được con này luôn. Bắt này muốn bệnh luôn á. Ủa? Nó đâu anh? Em thấy gọng anh nè, anh nó đâu? Anh đi bộ xuống anh chơi nó luôn. Ghê á. Trời ơi, bị con quỷ con kia nó che lên nữa má. Thôi cho anh cái bài, cho anh cái vest đi thôi. Em sẽ cái vest nha. Ủa em bay cái con Alpha Riffin đấy chưa? Đúng rồi em bay Alpha Riffin, Aves Riffin. À con Riffin của em không? Con Silethery ngoài bờ biển á. Ra lụm nó luôn em ơi. Ổn chưa bơi? Mấy ổn chưa nữa sao nghe. Lấy túi đồ lại được chưa? Em lấy túi đồ lại được rồi, con rip đi được rồi. Ok, lấy túi đồ lại bạn. Nó rồi. Ui, nó qua mệt bên đây luôn bơi. Cái con này khó chịu quá bạn. Cái con Omega Lightning. Ê Bảo ơi, ở chỗ này có cái lâu đài nè, anh khép nó vô đây được nè bơi. Được không anh? Quay... Nè, chắc được á. Nè, thấy không? Để em bay qua, em chưa bay qua. Kệ nó kẹt kìa, kìa nó kẹt kìa. Để nó chưa bay qua nữa. 2241. 2241. Lâu đài dưới đầm giữa đầm lầy. Nè. Mấy cái công trình này có thể là khép góc nó lại được nè. Đó. Nó chọn rồi đó. Chắc không chết đâu. Anh kia đây chắc chết rồi. Rồi. Vậy tới giờ em chó. Rồi. Con quỷ Omega Lightning này quá khó chịu rồi. Nó chón mà cái thời gian nó cứ mà dính đi hoài. Không dây liên tục luôn anh, không có giảm luôn á. Ê, hình như nó kẹp ơi. Em thắng hàng lên đây. Rồi có hàng đúng không? Ê, pha nha, hình như nó kẹt. Ui, ở đây có cái hang nè Bảo. Em thấy có cái hang.
Có phải nó kẹt? Chính rồi, chính rồi, chính rồi. Anh bắn chính nó rồi. Trời hay chơi. 87 kiếp bồ. Nhiêu? 87. 87 kiếp bồ à. Xỉu chưa ta? Sắp xỉu anh ơi. Nửa cây đô bồ anh. Wow, ngon nha bạn. Quắc quỷ này đúng là kiểu mà chật vật phải chứng. Điều. Rồi em đứng ra canh hay gì? Lên về anh lấy. Em canh đi, em canh đi. Ok. 87 cái bộ chế cũng phê gâu nha anh. Hình như cái bộ Opera là cần mấy cái lông chim á. Sao hay là tạm thời để nó đó. Không, nhưng mà tu bồ nó tuột ghê lắm. Tu bồ nó... Từ để em coi, để em coi tu bồ nó sao. Còn nó tới 800 mấy quá mày. Mấy Riven này cấp cao vãi. Anh coi kia bồ nó chế dễ không? Anh chế luôn mình. Đây đây anh bay vậy. Tám mươi bảy cái bò đúng ui chơi 87 cái bò Omega cũng chích cái nắp tới rồi. Omega thiếu mấy cái thịt sông khói. Ờ à, kìa, 87 cái bò vừa đủ luôn nè Bảo. Ghê à. Ghê à. Vừa đủ luôn bạn, phải trưởng nha. Không dư không thiếu luôn. Lẹ anh ơi, có mấy con khỉ cờ hó tới gần nó rồi anh đó. Đang đợi chế em ơi. Rồi, anh kiểm tra thử con Bitcoin em ơi. Thiếu hai linh hồn với cục trao nữa ơi. Thiếu hai linh hồn, anh chế được cục trao chưa? Chưa, bây giờ đang tập trung chế cái kiếp bồ chứ. Đang chế kiếp bồ sợ chế cái chế cục trao nó thiếu. Ok. Wow. Có một cái bồ sắp hư. Thôi nghe sợ vậy quanh tới bên này 86 cái bồ chắc chết quá. Rồi anh chế 88 cái bồ ơi. Em qua 88 cái bồ. Bạn 88 cái bộ Omega chế mà từ sáng cho tới tối luôn mà nghe không? Em đang chậm đợi anh. Để nó tụt nữa. Tụt tụ bộ nữa. Con này con cái luôn anh. Ờ con này phâm trứng được. Chế này thật tử. Mà nhà này mình có con. Có con poison. Mình hộp tưởng ông nội nào tới. Còn bà nè. Rồi. Ôi, khu này làm gì trống trơn vậy? Em dọn hết. Phải chưởng à. Sạch bách luôn các bạn, được quá vậy. Em dọn cho nó khỏi có mối nguy hiểm nữa hết. 87 cái bồ.
chư một kiếp bò rồi. Uầy, wow, bắt được con này cơ mà. Bao chón luôn. Bao chón, bao chón. À hồi lấy nữa anh, em để em khạc cho hai anh bố khạc. Chờ anh khạc đây anh cầm cái spirit được. Ừ, cầm giấy gớm phải. Phun cái cút luôn. Không, nó phun cái cút luôn là mệt mình luôn á. Một lát nữa test thử cái mấy con Ogigin trước các bạn. Hiểu không? Ok, ok, hiểu anh ơi. À, cho nó ăn đi anh, bài này giết, em anh giết con Spirit. Ờ, à, lộn, giết con Silas. Ok, ok. Đây, đây. Đâu? Hình như hồi nãy em nhớ là dọc bờ biển có con Terry hay sao. Có con đem một ít dưới nè. Nè có nè, chỉ để thì 648. Nó không biết gì sao chết. Phải trưởng đấy sư. Có con chỉ lấy thì đâu. Này luôn. Nè tiếp ra. Quá dữ các bạn. Quá dữ, quá dữ. Ôi, nghe con nào mới bắn gầm gầm đúng không? Con nào á? Con là 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 bên đây nè, bên đây nè. Đâu 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 đâu. Con chị ta như con khỉ vậy thôi. Đâu? À, cái con Parasaurus 696 chiến nó luôn rồi. Bụng. Không có gì. Hủy diệt dính chết mà. Ủa sao anh lại không nhận được linh hồn thôi kìa vậy? Hủy diệt cái gì? Như hơi xa. Lên gần 400 cấp rồi. 399 luôn. Vậy. Uầy. Nhắm muốn té thử không? Hay là sao? Tới đây, tới đây, tới đây. Con này cảm giác để... nó bay ngu. Con Revenge đó hả? Ừ. Con Omega Lightning này, cái, nhìn cái cách nó bay là thấy nó bay hơi bị ngu rồi. Rồi có con Phalette nè. Thế gì Phalette? Nam hết. Phương ơi, lại bóc cái túi đồ này lên phụ heo với anh Phương nặng quá. Bỏ vô trong cái con Spirit Weapon. Có cái bao tay xin bình bánh led luôn cho nó. Anh nghĩ cho nó nuốt bình bánh led luôn không? Ủa sao tự nhiên anh được cái hiệu ứng mà tăng cái sức đánh vậy bảo? Hiệu ứng tăng sức đánh em làm gì thấy mít em nhỏ vậy? Ủa đâu có đâu, anh làm gì có hiệu ứng tăng sức đánh. À có cái hiệu ứng cái bàn tay nắm đấm đó, hình như là ở gần cái con Omega Lightning hay sao. Đâu 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 đâu. Anh leo xuống, anh leo xuống. Bàn tay nắm đấm hả? Ờ. Anh biết sao có không? Cái găng tay của anh kìa. Găng tay của anh là găng tay Silas á. À. Ôi. À nó tăng lên được thêm 100% đam. Đung 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 đung. Ủa sao con này nó có hiệu ứng độc gì nó ngu ngu vậy ta? Hiệu ứng độc gì? Cái hiệu ứng gì cái nhìn khó chịu lắm anh leo lên thử. Cái hiệu ứng gì mà giống như đói vậy? Ờ. Nhưng mà màn hình nó bị giật giật đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh nghĩ lên cho nó uống bình mát lét đúng không? Em có, em thẳng. Có, cho nó uống đi. Ui. 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 Ui, cái gì vậy? Ui. Nó bắn kêu mà chón thú mình luôn hay vậy? Có. Nè, chón thú mình luôn nè. Có nào? Nè, tìm thử em hơn. À, à, ok, ok.
nhỏ em cho nó nuốt rồi đã. Anh đang nâng gì vậy? Anh chưa nâng gì chứ. Giờ mình nâng trừ lại nâng sao anh? Để em coi nâng điểm máu thôi. Con này nâng máu quá. Máu với lại stamina đâu em bắn thôi coi nó tốn stamina nhiều không. Chiêu gì vậy? C. C. Con này chắc khỏi năng đam quá. Nó không tốn stamina nhiều nữa. Quên lắm, tôi quên lắm. Ưu tiên cho máu đi bơi, đúng không? Full máu luôn, 251 điểm máu luôn. Ok luôn. Đấy, cái con này nó không cần đam các bạn. Full máu đi, với lại tốc độ di chuyển nên anh nghĩ chắc tốc độ di chuyển. Ok, mà nó mà bay nhanh nó bay ngu cái là tới. Ủa, 250 mấy điểm rồi ta? Mới có 184 rồi. Ủa, 144 rồi. 176. Cho giùm em nha. 224 rồi đó nha. 244 rồi đó. 251. Rồi ok đó. Đánh gì rồi? Em đang đánh nè. Điểm binh nó tăng chậm anh, nó có 1% à. Gì chắc khỏi đúng không? Thôi đang đau nè. Nãy em thấy cái nó có kêu hồi máu AOE nhìn đã lắm. Ủa gì vậy? Chết ao. Hồi nãy em thấy có chiêu hồi máu đỉnh. Chết đam, chết gì đủ thứ kìa. Nè. Ờ, chiêu đó là chiêu gì vậy? Hồi máu AOE team hay sao anh? Mấy thú trong của mình á. Rồi, bay qua đây phịt thử. Ui trời ơi, bay nhanh dữ cơ. Ui. Nhanh không? Ui bay nhanh lắm anh, bay ngu lắm. Phải chờ ai có con đem một nít nè. Ui nó bay ngu quá. Nhìn cái màu nãy là thấy nghi nghi rồi. Nó bay nhanh, em đang có 130% mà nó bay như siêu nhân vậy á. Nãy bên này có con Origin. Đâu? Bên em nè, bên em. Nghe tiếng nhạc mà không thấy. Ở trong trong bụi. Đúng không? Nghe tiếng nhạc không mà chưa thấy. À đây nè, đây nè, đây nè. Đó, nó đứng kìa anh thấy không? Rồi, anh thấy cái mồi nó y như đứng kinh luôn. Đâu, đứng đâu được. Anh, vậy nào. Nè, nó đang di chuyển nè, rồi đâu em bắn ơi. Nè chó nó thử bao. Chó này nó bay ngu quá anh ơi. Chết. Tao bắn chó gì chết luôn. Bay ngu quá. Ủa, một phun một là chết luôn các bạn. Có được lõ mắt kinh nghiệm luôn. Có thể được thấy xá vậy luôn. Không sao, dạ em nghĩ con Bitcoin nó to lắm anh, không sao đâu. Dạ được. Được không? Ổn áp không? Ổn. Không áp về chiến luôn ơi. Chết thôi nha. Ok. Mà
bây giờ nè. Ồ con rồng này nó bay nhanh lắm mà nó bay ngu, nó bay ngu ngu. Mẹ pizza. Mấy con đẹp bonus kia mà nó spawn ra nhiều quá. Mấy silet thì thấy nứt đó. À, bữa giờ không gặp cái con Parasaurus kiểu mà mắt led. Mắt led đúng không? Con đó hình như cũng mạnh lắm.